Vanessa xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Vanessa rất là cảm ơn tất cả các quý vị, những anh chị em, các cô chú đã ủng hộ Vanessa trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay những quý vị nào mà là người đầu tiên vô kênh của Vanessa thì vui lòng cho Vanessa xin một cái đăng ký ở góc bên phải, bấm chuông miễn phí nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì như mọi hôm Vanessa sẽ đưa ra những cái thông tin tin tức về cái ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020 của bên nước Mỹ. Thì cái thứ nhất đó là cái về cái con Covid Corona, thì cái tổng số ca nhiễm mấy ngày hôm vừa rồi thì ngày nào tăng cũng rất là cao. Thì có ngày hôm nay thì cái sự tăng đột biến xảy ra ở bang Florida ngay từ buổi sáng sớm, mà bang Florida đã có cái con số lên tới hơn 10.000 ca nhiễm mới cả nhà ơi. Và con số ra đi cũng rất là nhiều. Thì để tiếp theo cho cái tin tức này thì mình sẽ chia sẻ, sẽ thỉnh thoảng mình chia sẻ với các case của con Covid này thôi nha. Tại vì nhiều khi mọi người nói cũng đúng, nếu như mình suốt ngày mình quan tâm đến những cái con số này thì sẽ gây cái sự hoang mang và mình cũng sẽ thấy sợ hãi hơn nếu như mình không quan tâm đến nó đó cả nhà. Thì thôi mình sẽ chỉ đọc những cái tin tức thôi, còn lại thỉnh thoảng nếu ai yêu cầu thì mình sẽ chia sẻ, mọi người cứ comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ về các ca nhiễm này nếu mọi người yêu cầu nha. Thì hôm nay mình sẽ, Vanessa sẽ chia sẻ đến quý vị về những cái thông tin sau. Thông tin thứ nhất là Tổng thống Donald Trump chia sẻ đang bị khống chế trong những cái mùa dịch này. Và ông cho rằng nếu như mọi người đeo khẩu trang thì nó sẽ bớt đi cái con ca nhiễm và sẽ trở lại một cái cuộc sống bình thường hơn. Thì ông nói những cái điều gì về cái nền kinh tế sau khi mở cửa lại thì mình sẽ chia sẻ chi tiết nha. Cái nội dung thứ hai là mình nói đến bác sĩ Fauci. Ông ấy có đưa đến một cái thông tin đột biến về con COVID-19, có thể khiến cho con Covid này nó lây lan dễ dàng hơn. Và tiếp theo là thông tin về California. Thì một số thành phố ở bên Cali đã bắt đầu ra cái lệnh phạt tiền khi mà không đeo mặt nạ, thì sẽ chi tiết như nào mình sẽ chia sẻ với quý vị nha. Thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều là thông tin, nhưng chắc là mình sẽ chỉ chia sẻ với quý vị một số cái thông tin ở bang Cali thôi. Thì cái thông tin thứ nhất thì là rất là vui về cái thông tin của cái reopen, là cái nền kinh tế mở cửa lại đã làm cho giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 13,5% năm của tháng 5 năm 2020 thì sang tháng 6 họ đã thống kê con số thất nghiệp đã giảm xuống chỉ còn có 11,1% thôi. Và một điều rất là vui là có đến 4,8 triệu việc làm mới được, những người được quay lại đi làm đó cả nhà, được thống kê vào cái tháng 6. Và Tổng thống Trump cho biết ngày hôm nay là hôm thứ Năm, đại dịch Corona đang bị khống chế khi mà các tiểu bang báo cáo ngày về các trường hợp tăng, và Hoa Kỳ thì gần 2,7 triệu trường hợp. Thì thực ra là các cái con số thì đây là mình đọc thôi, chứ còn trên thực tế thì mình có nghe thấy rất nhiều những cái bàn tán về cái thực tế của con Covid ở bên Mỹ, là có khả năng là nó không phải là con số thật đấy mọi người. Thì mình cũng không biết là liệu có phải là như vậy hay không. Thế nhưng mà cái con số mà họ ghi đến lên trên cái danh sách á, thì rất nhiều người cho rằng nó không phải là con số thật. Thì mình cũng hy vọng rằng nó không phải là con số thật để mà đỡ hoang mang đó cả nhà. Tại vì nó nhiều quá thì cũng có thể nhiều khi nhìn vào con số mà gây cái sự hoang mang cho mọi người. Khi mà ông tiến sĩ Anthony Fauci đã đưa ra những cái lời gọi là cảnh báo chung về những cái tiểu bang mà đang có những cái con Covid bùng nổ rất là mạnh, và cũng đưa ra những cái lời cảnh báo cho các ông thống đốc chuẩn bị tinh thần đấy mà đóng cửa lại lần thứ hai những cái tiểu bang này á. Ví dụ như là tiểu bang California, tiểu bang Texas, tiểu bang Arizona và phía bắc của Carolina và Georgia thì đã phá vỡ kỷ lục. Ngay trong một ngày trước đó thì đã phá vỡ kỷ lục luôn, và tỷ lệ tử vong nhập viện đang tăng rất là cao, buộc các hệ thống bệnh viện của các bang như là Texas và Arizona phải chuẩn bị thêm giường bệnh khi mà bệnh viện quá tải. Đấy là cái sự mà rất là đáng phải lưu ý và đáng phải quan tâm với cả nhà. Cái điều quan trọng là cái bệnh viện quá tải này, rồi thì cái số lượng người tử vong nó nhiều hơn. Đó là một cái điều rất là đáng buồn và quan trọng ở cái điều đó đó mọi người. Thì thông tin Tổng thống Donald Trump đưa ra những cái thông tin mà về khôi phục cái nền kinh tế và rất có nhiều người đã tìm được việc làm và con số thất nghiệp đã được giảm xuống thì làm cho mọi người rất là vui. Thì bên cạnh đấy thì ông tiến sĩ Fauci, ông ấy đưa ra một cái tiêu đề nhìn thì có vẻ cũng thấy hơi sợ. Đột biến COVID-19 có thể khiến virus lây lan dễ dàng hơn. Thì để xem ông phân tích như thế nào cả nhà nha. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ, đã cảnh báo hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7 là ngày hôm nay đó cả nhà. Năm 2020 là COVID-19 có thể khiến virus lây lan dễ dàng hơn. Trong cuộc hỏi đáp COVID-19 tại Jama Network, Fauci ông nói thêm rằng không phải tất cả các nhà khoa học đều đồng ý về ý kiến này, mà ông nói cần phải nghiên cứu thêm. Có một chút tranh cãi về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ rằng dữ liệu đang cho thấy rằng đột biến khiến con virus có thể sao chép nhanh hơn và có thể lây lan nhanh hơn, theo tiến sĩ Anthony Fauci cho biết. Đầu tuần này, tiến sĩ Fauci nói với các thượng nghị sĩ rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng và một số khu vực đang khiến toàn quốc gặp phải nguy hiểm. Ông nói thêm, sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi thấy con số tăng 100.000 mỗi ngày, và điều này nếu như mà ông nói là nó xảy ra thì ông cũng sẽ không ngạc nhiên đó cả nhà. Ông nói tiếp, nhiễm trùng đang gia tăng và chủ yếu ở các vùng phía Tây và phía Nam. Ông Fauci và các chuyên gia y tế cộng đồng khác cho biết người Mỹ bắt đầu làm theo các khuyến nghị chính thức, họ muốn quay lại các hoạt động bình thường. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã công bố hướng dẫn vào thứ Ba và cho biết bất kỳ loại vaccine nào giành được sự chấp nhận sẽ phải có hiệu quả cao hơn 50% thì mới được. Bên ủy viên của FDA Stephen Hahn cho rằng các nhà sản xuất vaccine cũng phải thử nghiệm các mũi tiêm của họ nhiều nhóm dân cư khác nhau, bao gồm người thiểu số, người già, phụ nữ mang thai, cũng như những người có vấn đề về sức khỏe mãn tính. Khoảng 15 ứng cử viên vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm trên người khác nhau. Trên toàn thế giới là đang có 15 cái ứng cử viên vaccine đó cả nhà. Thì không phải là chỉ có một loại vaccine đang được chú ý đến đâu, mà rất nhiều loại vaccine đang được mang ra để thử nghiệm, và những vaccine nào mà có cái hiệu quả cao hơn 50% thì họ sẽ đưa vào để thực tiễn. Thì vẫn đang chờ, và mình cũng đang biết thông tin của rất nhiều tình hình của rất nhiều những loại vaccine. Thì bây giờ mọi người chờ nha, rất nhiều loại vaccine đã qua được những cái test thứ hai rồi và chuẩn bị đến cái test cuối cùng. Chỉ cần qua được cái test cuối cùng nữa thôi là đi vào thử nghiệm, là đi vào sử dụng được cho con người đó cả nhà. Thì hy vọng là cái cuối năm nay sẽ được sử dụng cái vaccine này để cứu lấy nhân loại cả nhà ơi. Rất mong cái con Covid nó bay đi á. Tiếp theo thì là một cái thông tin ở bang California, thì ở một số thành phố đã có cái khoản phạt lên tới $300 tiền phạt, và $250 này và $50 này, thì là nó sẽ được đưa ra những cái hình phạt ở những cái tiểu bang khác nhau để cho mọi người tuân thủ, để đeo cái khẩu trang khi mà mọi người đi ra ngoài và tiếp xúc ở nơi cộng đồng. Thì ông thống đốc Gavin Newsom đã ban hành lệnh đeo mặt nạ toàn tiểu bang vào ngày 18 tháng 6, và tuần này ông cho biết thực hiện các bước bổ sung phạt nếu ai không đeo khẩu trang ở một số khu vực ở trong cái nước Mỹ. Thì đã có những cái nơi ví dụ như ở New Mexico này thì có thể phạt $100, và có ở Savannah và GA là có thể phạt đến $500 đó cả nhà. Thì ở California thì ở cái khu vực Monterey này cũng đang bị đưa ra này, rồi thì ở cái khu vực West Hollywood này, Hollywood là cũng đã bị đưa ra rồi, nếu ai mà đi ở cái khu vực đó, ở hai cái khu vực này mà không đeo khẩu trang là sẽ bị phạt. Trong khi không có quận nào ở vùng vịnh tuyên bố phạt tiền nếu không đeo mặt nạ, thì ông giám đốc hạt San Mateo David Canepa đã kêu gọi ông Newsom ban hành án phạt toàn tiểu bang. Đấy, thì một số những cái ông ở nơi khác họ đã kêu gọi ông Newsom của bang California là hãy đưa ra những cái hình phạt đi, thì có khả năng là ông sẽ đưa ra rộng hơn. Thì hôm nay mới chỉ có 2 nơi là ông ấy đưa ra là nếu ai không đeo là sẽ bị phạt thôi, còn có khả năng là sẽ tiếp tục đưa ra tiếp cho những cái quận hạt khác. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho quý vị những cái con số coronavirus thì thực ra là mình không có muốn đọc đâu, nhưng mà thôi mình sẽ đọc chắc là nốt hôm nay cho mọi người, tại vì hôm nay thấy cũng có nhiều cái bang cũng đang tăng quan trọng. Thì có Florida cả nhà, nó tự dưng nó tăng mấy ngày hôm nay á, mà nó không có ngừng, nó chỉ có tăng lên thôi à. Ngày hôm nay nó cũng tăng hơn 10.000 ca luôn đấy cả nhà. California là hơn 6.000 ca, New York là hơn 1.000 ca. Đấy là những ca nhiễm mới đó cả nhà. Texas hơn 6.000 ca, New Jersey hơn 416 ca, Illinois 869 ca nhiễm mới, Massachusetts 195 ca, Pennsylvania 839 ca, Georgia 3.472 ca, Arizona 3.333 ca, Michigan 589 ca, phía bắc của Carolina là 1.855 ca, Louisiana là 1.383 ca, Ohio là 831 ca, Tennessee là 1.575 ca, Alabama là 1.149 ca, phía nam của Carolina là 1.782 ca, Minnesota 494 ca, Washington 324, Colorado 323, Iowa 707, Wisconsin 539, Mississippi 870, Utah 554, Missouri 405, Arkansas 878 và Nevada là 632. Còn lại thì những cái bang khác con số chỉ ít thôi thì mình sẽ không đọc nữa. Tổng con số của ngày hôm nay là 52.175 ca nhiễm mới đó cả nhà, và thêm 608 số người ra đi cả nhà ơi. Con số rất là kinh khủng khiếp luôn. Thì đây cũng là những cái điều báo động để mà mọi người hãy cùng nhau đeo khẩu trang khi mà mọi người đến những nơi công cộng. Và cái thông tin mà ở bang California họ ấy đang điều tra xem cái ca nhiễm nó bắt nguồn từ đâu, liệu những tiệm nail, tiệm tóc có bị đóng cửa không, thì họ vẫn đang điều tra để xem cái nguồn gốc của con Covid này, rồi ông thống đốc mới đưa ra cái quyết định. Thì khi nào có quyết định thì mình sẽ thông báo cho tất cả quý vị cùng biết nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video của Vanessa. Rất mong được sự ủng hộ tiếp theo của quý vị bằng cách like, share cái video này. Và ai là người đầu tiên đến với kênh của Vanessa, vui lòng cho Vanessa xin một cái đăng ký, bấm cái chuông ở bên tay phải, miễn phí nha cả nhà nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video lần sau. Bye bye.